Rồi hello, chào bạn đến cái kênh Quy Tiêu Dụng Chung. Thì bữa nay hai em nó mới lấy đây gì đây? Đây đây, mày mới chậu lớn nha nè. Chậu này cho mày chơi mày chậu lớn nha. Đây chậu lớn cao đây. Cái này nó có chiều cao nhiêu ta? 2 4 phải 7 tấc ha. Chiều cao 7 tấc ha. Đây là dòng em mới của mình đây. Đó. Thì có thằng em kìa đó, thằng em đó đang đi sơ sơ. Nó đi miền Tây, nó đi với Long An với miền Tây với mình đi sao cái tới 4 ngày trời nó mới về tới. Tí xíu nó tưởng chứ lạc tối rồi qua là làm clip quên nói mấy anh thì coi thấy nó lạc chứ thì tìm gì giùm em đây, đi lấy có như đây nè, lấy có ba chín cây mà nó lấy đi vậy nè đó. Tại mình đi dặn nó kêu lấy mai những cái loại mai mà liền cốt này nè, liền cốt gì cho dễ chơi ha, liền cốt hình thú vậy nè, cũng lấy loại chỗ cũng là cái chỗ cũ á, nhưng điều cái loại này là hàng là cao cấp hơn tí xíu, hàng bộ hấm thì giá thì cũng bình thường thôi, như điều đây đó, lấy những cái loại này về sẽ dễ bán hơn ha. nó dạng nó liền cốt ha, đây dạng liền cốt đây bạn, liền cốt hết ha, là không muốn ghép không thấy nha, nó liền cốt hết đây, thì cũng y như chỗ bộ hấm thôi, lấy anh bộ hấm thôi nên mai nó cũng đó. Đây kia bên kia có cái em chân dài kìa đó, anh chân dài đó, đây liền cốt đây, em cái liền cốt hết ha. Bây giờ gốc như ta, gốc này cũng như gốc bò hẩm thôi, cũng 17, 18 thôi chứ không tới 20. Kêu nó đi nhập nhiều gì mà giao cho nó đi 4 ngày trời lấy được coi như đây nè. Có những gốc cũng hình đẹp lắm nha, đó này anh em coi ha. Tại đây mình sẽ làm, để nay mai lựa làm những gốc cho nó khác nhau ha, nó giống nhau chứ để nó phân biệt rõ. Với giờ cầm coi vậy thì anh em mua clip phút thứ mấy á, mình sẽ không có kiểm soát được ha, không có coi lại được, nên thôi để nay mai mình sẽ làm lại từ cặp cho anh em dễ lựa ha. Đây có góc này xù đây bạn, đó góc xù ha, góc này là mai xù nha, mai xù đây, còn góc kia là chữ dài. Rồi kiếm góc nào quá đây, chậu ở dưới lên đổ chậu gì này, lên chậu lên không nổi luôn. Coi như đây chở gì mà xe tải là sùm dưới đất á. Đây góc đây. Người ta trồng không có như mình đâu nha, ta trồng ta thay phân vô ta làm cho nó lắp hết cũ hết đới này. Vì mình phải chưa cực mình môi ra. Mới thấy được cái đới mới có giá trị của cái cây. Đây. Đó, coi góc này ha, góc này nhìn cái con hay nhìn thấy đẹp không? Đó, quái ha. Là dàn tới kia nha, đó là kia ha. Rồi sẽ kết thúc clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung. Thì để nay mai mình sẽ lựa những cặp nào ưng ý mình làm từ cặp lên ha. Đó là như chẳng hạn như cặp này ha. Đây đó, những cặp này nè. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung. Em xin chào bạn. Rồi bạn trong clip sau ha. Để dùng đem ra để đem ra là ngày bằng sao ha, đem về ngày sau cái chăm sóc đồ cho ngon lành mới giao lưu với anh em nha. Tại mai này hiện giờ nó lá nó cũng đang yếu ha, để chăm sóc cho nó ngon. Đây lá đây, cái này dạng này là cũng là dạng chung chỗ bộ hẩm nha, cũng là dảo Bến Tre, hàng bông hai lớp cánh ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip của Trung. Xin chào, hẹn gặp lại clip sau ha.